Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay My Bitcoin sẽ gửi tới mọi người về dự án Finswap Europe nhận 25 token SNSB. Thì 25 token này tương đương là đang giá trị đang đưa ra là khoảng là 8,7 USD nha các bạn. Thì hiện tại thì con này thì nó chắc là cũng đã list trên Uniswap rồi. Token is soon getting list Uniswap exchange. Như vậy là nó chuẩn bị sắp list nhá. Sắp list thôi chứ chưa list. Thì mình không nói nhiều nữa, mình đi vào dự án này luôn nhá. Thì để tham gia vào dự án hôm nay thì bạn cần vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn ấn nút start để chat với bot. Sau đó các bạn kéo xuống đây, chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Đầu tiên thì các bạn ấn vào nút join Aerob. Join vào kênh Telegram channel của dự án. Chúng ta tiến hành join. Thì con token này là con token DeFi nha các bạn. Thì như các bạn đã biết là DeFi thì nó tính DeFi thì rất là tiềm năng. Thì hiện tại cái nền tảng DeFi nó đang đè bẹp, nó muốn đè bẹp cái thị trường này luôn rồi. DeFi rất là mạnh hiện tại cho thời gian hiện tại nha các bạn. Thì nhiệm vụ tiếp theo thì các bạn ấn vào nút join, chúng ta tiến hành join vào kênh Unwrap chat của dự án. Sau đó các bạn quay trở lại với con bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo là follow Twitter. Trên Twitter thì các bạn tiến hành theo dõi. Cùng một nền tảng Yami Farm luôn các bạn sẽ. Sau đó các bạn quay trở lại bot, chúng ta ấn vào nút submit detail. Các bạn ấn vào nút submit detail này. Chúng ta điền lại thông tin như sau. Đầu tiên nó yêu cầu chúng ta là điền lại Twitter username. Twitter username thì các bạn quay trở lại Twitter, các bạn ấn vào tường nhà. Các bạn chọn avatar. Các bạn copy cái username ở dưới phần tên của các bạn lại. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái username Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta điền lại địa chỉ quý ERC20. Địa chỉ quý thì các bạn dùng quý Trust Wallet hoặc là MetaMask hoặc Miser Wallet. Chúng ta copy địa chỉ quý ETH và gửi cho bot. Các bạn dán địa chỉ ETH của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta nhập lại cái mã captcha, thì các bạn nhập lại mã captcha nhé. Thì sau đó thì nó sẽ hiện ra link red cho các bạn. Các bạn có thể lấy cái link red này đi tìm thêm bạn bè để nhận thêm token nhé. Thì mỗi lượt refer thì các bạn sẽ nhận được thêm là 1 đô token FNSB. Các bạn có thể ấn vào phần balance này này. Chúng ta check số token mà chúng ta nhận được. Thì các bạn sẽ thấy luôn trong phần balance là có 25 token FNSB sau khi các bạn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ nhé. Hoặc là các bạn muốn lấy link red thì các bạn ấn vào nút referral này. Các bạn lấy link red. Thì như vậy là video mình hướng dẫn các bạn nhận 25 token FNSB từ dự án Finswap. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.